Hey, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Thành đây. Đã lâu lắm rồi thì mình cũng không quay trở lại làm video. Hôm nay thì sẽ là cái hướng dẫn dành cho những bạn nào muốn dùng OBS. Đây sẽ là cái hướng dẫn tập 2 đi. Ở tập 1 thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể setting được live stream Full HD đúng không ạ? Thì ở cái tập này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể là quản lý được cái scene cũng như là cái suộc chúng ta dễ dàng, và chúng ta có thể setup audio cũng như là mic. Đấy, thì rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ nếu mà các bạn cái scene này để làm gì? Cái scene này là để chứa các cái suộc của các bạn. Nếu như các bạn có thể là dùng, các bạn muốn nhanh ấy, thì chúng ta có thể là tạo ra nhiều scene để áp dụng với nhiều cái game khác nhau. Khi mà chúng ta live stream thì chúng ta sẽ chọn cái scene thì nó rất là dễ, chúng ta không phải setting nhiều. Ok, để thêm một scene thì các bạn làm nhà, các bạn nhấn nút dấu cộng này. Bạn để đặt tên là game gì đấy, ví dụ game game PUBG chẳng hạn. Đấy, các bạn có game Liên Minh thì các bạn sẽ đặt tên là Liên Minh. Đó. Các bạn có thể thêm một scene nữa. Đấy, tùy các bạn. Ok. Ở cái scene này thì mỗi scene này nó sẽ cho các bạn quản lý các cái suộc. Các bạn có thể thêm cái suộc ở đây. Ví dụ scene này thì có hai cái suộc, đó là game và main. Game là gì? Game đó là cái cửa sổ để mình mở các cái tựa game, còn main nó là toàn bộ cái màn hình desktop của mình. Thì để thêm một suộc thì các bạn có thể nhấn vào đây. Đây chúng ta có rất nhiều các cái thuộc tính. Thì nếu như các bạn nào quan tâm đến các cái audio input capture này, là hình như là cái để các bạn ghi âm hay sao ấy, thiết bị các bạn ghi âm để đưa vào. Nói chung là chúng ta mấy cái này chúng ta có thể là không cần quan tâm lắm, nó ít sử dụng. Các bạn quan tâm cho mình là game capture này, image thì các bạn tùy các bạn thích sử dụng thì sử dụng. Image thì các bạn có thể xem, có thể là áp được cái hình ảnh vào đây. Đó, chúng ta sẽ thử áp một cái hình ảnh nhá. Xem nào, image mình sẽ chỉ từng thuộc tính cho các bạn. Không biết là có ảnh này không Quốc. Đây mình sẽ image này thì nó sẽ giúp các bạn. Ok. Đây, thì các bạn có thể là khi mà bạn livestream ấy thì bạn không muốn quay bằng webcam đúng không ạ? Thì các bạn có thể dùng cái image này chúng ta chèn vào đây. Đấy, coi như là một cái avatar của mình. Rồi. Cái này đúng đơn giản đúng không ạ? Nếu mà các bạn không thích một cái thuộc tính nào, các bạn có thể tắt đi. Ok. Và đây tiếp theo thì có cái game capture là cái các bạn hay sử dụng nhất, đó chính là cái màn hình mà chúng ta chơi game. Các bạn thể nhấn add vào và chúng ta đặt tên. Thì game capture của mình nó như này. Để sử dụng game capture thì rất đơn giản thôi, các bạn hãy vào một tựa game nào đó. Đây, ví dụ như mình sẽ chọn là cái gì cho dễ nhỉ. Ok, mình sẽ vào cái Liên Minh này cho dễ đi. Thì cái game capture này nó sẽ nhận biết được cái cửa sổ của bạn đang mở đây. Ví dụ bạn sẽ tích đúp vào đây, sẽ nhấn đây, Lick Illusion. Thì như vậy là các bạn nhấn OK thì nó sẽ thu cái Lick Illusion của bạn vào trong này, chắc chắn nó sẽ thu luôn đó. Nếu như xảy ra cái lỗi mà nó không thu của game ấy thì các bạn đành phải áp dụng cái này, thì khi nào các bạn vào game thì nó sẽ lên thôi, còn đây nó sẽ không không nó sẽ chỉ nhảy thôi. Đấy, các bạn muốn game gì thì các bạn hãy chọn nó, hãy chọn game ý ở đây. Ok, nếu trong trường hợp mà nó không thu được game của các bạn thì đành phải, các bạn đành phải dùng một cái, đó là gì, Windows Capture nhá. Các bạn sẽ dùng cái Windows Capture thì nó sẽ thu toàn bộ cả cái màn hình này của các bạn luôn, và lúc ấy thì chúng ta sẽ thu được toàn bộ game. Thực ra có vài cái game cái OBS này nó không nhận được đâu, nên là các bạn hãy dùng cái cách ý. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi các bạn tát ra ngoài thì nó sẽ thu toàn bộ cửa sổ của bạn, nên là các bạn nếu mà tát ra ngoài làm cái gì đấy thì các bạn có thể là để đen màn hình đi, thì các bạn hãy nhấn vào cái này. Đấy, khi mà các bạn tát ra ngoài thì các bạn có thể làm đen màn hình trước đó, thì sau đó các bạn thao tác trên màn hình này thì người xem sẽ không thấy. Ok rồi, đấy là về scene và suộc rất đơn giản đúng không ạ? Còn text thì các bạn có thể tìm hiểu thêm các thuộc tính khác, ví dụ như text chẳng hạn. Text thì các bạn ok, các bạn nhấn đây. Các bạn muốn chèn thêm một cái câu chào chẳng hạn thì transform transform nghĩa là viết hoa viết thường đấy.
Control C thì nó ok vào đây. Thì nó sẽ hiện trên này. Còn cái hiệu ứng chạy thì mình không biết là có hiệu ứng gì không. Phong phục. Outline. Không thấy có hiệu ứng nhỉ. Hay là bình thường người ta livestream sẽ có cái dòng chữ nó chạy chạy. Text transform. Cái này chỉ nó chỉ thay đổi ấy thôi. Ok. Chạy chạy thì mình không biết ở đâu. Đây là căn chỉnh thôi. Ok, đây là text nhá. Các bạn có thể tự tìm hiểu mấy cái này, rất là dễ thôi. Tắt đi các bạn chỉ việc ấn như này. Bạn muốn xóa một thuộc tính thì các bạn hãy nhấn vào Remove, Remove. Ok, Remove. Ok, như vậy là các bạn đã biết cách để chúng ta là add được cái tựa game mình muốn và các cái tag cũng như là hình ảnh. Có một cái nữa đó là video. Có một cái nữa đó là cái webcam. Thì các bạn có thể nhấn vào đây. Video capture device này. Thì các bạn nhấn ok. Sau đó thì các bạn phải chọn cái device của mình. Mình không có cái thiết bị webcam mình không hiện ở đây. Nếu như bạn nào có thì chúng ta sẽ hiện ở đây này. Đó, chúng ta chọn nó sẽ lên ngay này. Giống như hình ảnh ấy, giống như image ấy, giống hệt và các bạn sẽ để một cái khung vào đây. Không khác gì cả. Ok. Đơn giản nào. Rồi, bây giờ đến cái mục đến cái mục audio và mic. Audio thì nó sẽ quy định cả tiếng đầu ra của bạn ở trên YouTube. Thì các bạn hãy tích vào cái mục này, các bạn điều chỉnh cái âm lượng đầu ra cho phù hợp. Nếu người nghe mà không thấy rõ thì các bạn có thể tăng lên. Người nghe bảo to quá thì các bạn hãy giảm cái này xuống. Đấy. Còn mic thì thế thôi. Nếu mà người nghe cảm thấy mic các bạn nói mic to quá thì các bạn hãy giảm này xuống. Và nếu nhỏ thì các bạn hãy tăng này lên. Bạn muốn mute cái mic của mình thì bạn muốn mute cái audio desktop bạn nhấn vào đây. Rất là đơn giản đúng không ạ? Setting, ngoài ra chúng ta có setting để ẩn này. Đây có gì? Cái này thì các bạn không quan trọng lắm. Ở đây thì là các cái nút để các bạn thực thi rồi. Ngoài ra thì chúng ta có thể bố trí lại cái bố cục. Nếu như các bạn không thích thì chúng ta có thể nhấn vào đây và kéo thả đi bất cứ đâu các bạn thích. Đó. Đấy, suộc mình sẽ không. Mình thích bên này. Xin bên này. Audio mic mình không thích để đây. Nói chung là tùy các bạn. Cái này mình nghĩ là mình sẽ dùng mặc định thì tốt hơn. Mình cái này nó phù hợp rồi. Quen rồi. Ok. Và trong video này thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể xem scene, thêm suộc, chỉnh mic, chỉnh âm lượng cho cái desktop. Ok. Đó, thì đơn giản đúng không ạ? Đấy. Rồi, hy vọng là các bạn sẽ ngoài cái video hướng dẫn chúng ta livestream 1080 thì các bạn có thể là xem thêm video này để chúng ta biết được thêm các cái cách chúng ta add thêm game rồi là thêm các cái scene text rồi là webcam hình ảnh đấy, và chỉnh được âm lượng mic cũng như là âm lượng trên đầu ra của video nhé, à đầu ra của livestream. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi, mong là sẽ được các bạn ủng hộ. Bye bye.